Bây giờ cả nhà mình đi ngắm hoa. Anh Đào, Mai Ca lên ghế ngồi, còn Yuki. Yuki ơi, mày ngồi xuống vừa được, có mày hay mày. Hi. Giờ mình sẽ đi dạo xung quanh chỗ mình ở trước đó. Hello, Quân chào anh. Hello. Chào cả nhà. Chào giờ cả mình nhà. Sẽ đi dạo một vòng xong rồi ghé siêu thị mua sushi này kia rồi ra ra ngoài bờ sông ngay chỗ mấy cái hàng anh Đào á. Rồi mình sẽ dừng chân ở đó rồi cắm trại. Ok. Đi rồi. Ok. Ok. Ok làm sao? Ok làm sao? Cái tay làm sao? Ok. Ok vậy. Ok. Ok. Rồi bây giờ mình đi nha. Chụp quanh đây đã chưa? Nè. Bữa nay trời đẹp lắm, nắng đẹp lắm cả nhà. Đây là sông. Đây là gần nhà mình nè. Kế bên nhà mình luôn. Trời có 2 phút rồi. Để mình quẹo vô cái đường này mình quay quay cho coi xíu. Rồi lát mình mới ghé siêu thị mình mua đồ ăn. Nguyên cái hàng cây đó, nguyên hàng cây toàn làm bông không luôn á. Đó. Có cây chưa nở lên nè. Chưa. Cái này chỉ có một bên thôi, còn ở dưới là hai bên hàng cây nó nở luôn, đẹp lắm. Đó, đi mình. Qua bên kia kìa. Qua bên kia cho bên kia đẹp hơn. Tại bên này nó ngược nắng. Đó. Đẹp lắm. Bên này nó ngược nắng rồi nên là không có nhìn thấy cái hoa bên này đó. Chưa. Bữa nay dịch bệnh nên đâu có đi xa ngắm được cả nhà nên là ngắm gần nhà. Quẹo qua cầu đi, quẹo qua. Ơi, chỗ này có cầu đẹp quá ta, em mới vừa biết luôn á. Đó, cả nhà thấy không? Đây mình qua bên này đi, bên này hai hàng cây nó đẹp không? Quá chi đẹp luôn á. Ở đâu mà người ta trồng hay ghê, hai bên hàng cây luôn. Cây của mình bỏ ra ra. Mình đóng tiền gì ta? Mình đóng tiền. Đóng tiền. Thấy chưa? Cái hàng bên này đẹp lắm. Cái hàng bên này đẹp ghê luôn cả nhà thấy không? Đó. Thôi mình trả bạc ra mình ngồi ăn được nữa không? Đó, đẹp chưa? Sangri luôn á. Đẹp lắm. Cái này mà chụp ảnh cưới rồi. Ồ, chỗ này, này đẹp hàng nè. Nè. Đây có hai hàng cây nè. Đó, đây chở gái bạn ra ăn uống hai hàng cây nè. Đó, người ta cũng đi chụp hình kìa. Đó. Bây giờ người ta đi chụp hình nè. Ta cũng hai con, hai nách hai bên kìa. Ba đứa luôn. Nhà này ba đứa luôn. Đó. Giờ bây giờ mình thẳng tới, mình đi thẳng tới siêu thị mua đồ ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào siêu thị để mua đồ ăn, đem ra dưới gốc cây anh đào để ăn. Mọi người theo chân mình nha. Giờ mình sẽ mua thêm wasabi, lại sashimi. Còn thêm sushi nữa. Đồ tempura. Một tempura cho chú Phi ăn. Tempura. Có gì đây, có thịt gà, sushi nữa. Thank you.
lên. Mua cái này mọi người nhìn đẹp quá, mà mình đang không hết đâu. Mua cái nào mà mình đang hết á. Cái này đi, có hai con tôm cho mẹ Yuki ăn. Cả bịch đồ ăn luôn, hai xin máy á. Mấy năm thì mình không có làm vậy, cái năm thì mình mua thịt nướng này kia rồi đem bếp ra, rồi rủ bạn bè trong công ty, mấy anh em ở sống gần gần đây nè, rồi nướng thịt ăn. Nhưng mà năm nay thì do dịch cúm corona nên không có tụ tập, mình chỉ đi gia đình mình thôi, đi rồi ngắm hoa này kia là được rồi, lại ăn mấy đồ ăn nhanh là được rồi. Mình sẽ chuẩn mình để đi ngắm hoa nha. Mình quẹo vô cái hàng cây, mình chuẩn bị xuống ở đây. Chưa? Quá trời luôn. Đẹp luôn. Nó đẹp luôn á. Đúng chuẩn, hôm nay ở đây là chuẩn luôn á. Đẹp ghê luôn á. Sợ chiều trời mưa á nó rụng nên bữa nay mới đi. Trong luôn, trời trong xanh luôn. Rồi mình tới nơi rồi, tới nơi rồi. Để dừng xe ở đây. Xong rồi bày đồ ăn ra. Bày đồ ăn ra. Có sushi, có sashimi nè. Đây là tôm. Yêu kiên tôm chiên. Tôm nè. Còn cái này là gà nè, thịt heo nè. Đây. Cái này, này 120 ngàn. Đây. Còn cái này sashimi ra. Sashimi là mình không ăn được rồi đó cả nhà. Ăn lẹ chứ không để nó đây. Hết tươi. Cái này là gà chiên. Gà nướng là chiên gì á. Rồi. Đây. Mời cả nhà nha. Bữa nay mình đi dã ngoại. Rồi. Đi dã ngoại. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nhập tiền thôi. Rồi bắt đầu thôi. Cho ngồi anh dép mẹ đi. Thôi ngồi thôi được. Định đất đất đất. Thế cha không ta? Để đây. Rồi. Rồi bắt đầu. Ơi, qua lấy hộp khăn giấy rồi. Để khăn giấy. Để cha vô kia lấy hộp khăn giấy cả nhà. Đẹp quá, mát quá. Đâu rồi? Ăn đi con. Rồi bắt đầu dạo ngoại. Rồi. Ăn thôi, tới bụng rồi, sáng giờ chưa ăn gì hết. Sáng giờ lo chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ, xong rồi đi vô siêu thị này kia, đâu có ăn được gì đâu. Mở đồ ra, bỏ bịch đây. Bỏ đây tạm dưới này đi, lấy bỏ bịch nó bay. Gió lắm mọi người, gió ghê luôn á. Lạnh tại bờ sông á, nằm ngay bờ sông nên lạnh lắm. Hồi nãy giờ mình chụp được có mấy tấm hình nè. Lát nữa đi chụp hình tiếp, lát nữa Jamaica giờ đang ngủ trên xe rồi. Chụp hình tiếp, xe đậu đây nè, không sao hết. Ừ, ngồi đây lý tưởng nè, nãy ngồi dưới không thấy bông đúng không? Ừ. Yuki ăn đi con, nè, ăn này nè. Dạ, ôi trời, Yuki ăn ngon quá ta. Ngon không? Hai xí. Mình mặc một cái áo mà đâu có thấy lạnh lắm đâu, cho Yuki thấy lạnh. Mà, lạnh. Ừ, mà cả nhà nha, chắc không thấy đâu, bữa nay thấy. Để hơi xa. Ôi, sao vậy con? Yuki kìa. Ghê quá con. Sao ọc hoài sáng giờ vậy? Một lát về chở đi khám bệnh nha. Vô nó bác sĩ nó ọc sáng cho là ta biết là đâu cần đợi sốt đâu. Nữa hả? Mẹ ăn đã rồi. Mẹ ọc bây giờ đòi ăn nữa. Cắt cho nó, đừng đưa nguyên cái. Cắn một xíu. Ôi, hồi nãy mình quên đem chai tương ớt của mình ha. Ừ, quên rồi. Trời. Lão gì thôi, cái dầu quá vậy. Con không ăn phải đâu. Rồi, ăn nha, điện thoại, cho mượn điện thoại đi. Để sao đâu xong được đâu. Để sao không xong được. Rồi, cha ăn này đi. Rồi, mẹ ăn đi. Khi được ăn được ăn nữa, khi ăn kia ọc quá trơn rồi. Trời, gió quá. Gió quá. Ăn lẹ để gió quá.
Gió kinh luôn á mọi người. Cay lắm luôn à. Đây. Có dương không không? Ừ? Có dương không? Trước rồi hả? Không. Bỏ hết rồi. Gió quá. Ừ? Ngồi đi. Ngồi. Thấy quẹ quẹ hay gớm vậy. Ngồi. Ngồi. Ừ, à tiêu nghe không? Đã à tiêu rồi. Đã à tiêu rồi. Ta không có ăn đâu. Tới mùa này là người ta mọi người đều ra đến ngay ngắm hoa nè không? Đó là bên này. Hai bên luôn. Người ta chạy xe hơi tới, người ta dừng tới cái người ta chụp hình. Hôm nay bữa nay mình rủ vợ chồng nhỏ bạn đi để cho vui mà nó kẹt à. Cũng kia có hai vợ chồng cũng buồn. Mà dịch cúm mà. Hôm nay không dám rủ ai á. Hồ cao quá. Có cái wasabi á. Ăn cá mà rồi. Chị gạo. Để quên lấy thêm mấy bịch tương. Có mình anh chấm à. Thơm á. Ngon. Đói bụng quá. Này là cá ngừ nè. Cá ngừ thịt đỏ như thịt bò á. Mấy cá kia màu khác. Theo kia ăn được á. Chứ mình ăn không được. Mình ăn được 8 năm à. Mà không có biết ăn cá sống. Này cá này chín rồi vậy, ăn ra gì? Thôi. Nó chín mà. Thôi. Nướng rồi á. Em ăn hai cơm. Cái cá hồi. Cho em miếng hơn giấy à. Miếng thôi luôn chứ. Cho uống trà để cho chắc bụng. Cái này là trứng rồi cả nhà. Trứng người ta chiên á. Nhưng mà ta bỏ lên miếng cơm. Miếng cuộn. Lấy trong biển. Quấn lại. Ngon. Người ta đi chụp hình quá trời luôn. Ừ, đọc lắm. Sau lưng mình xe quá trời xe luôn á. Nhưng mà đa số là đi xe. Phải ăn hả? Không, ý mình nói là đi xe á. Chứ không có ngừng lại ngồi ăn, nhưng lại trong mình. Ừ, không có, ở dưới kia mấy người cắm trại với mình. Người ta chụp hình. Mình chạy bài ăn, ta ăn mà ít lắm. Đa số người ta tới chụp hình mà. Mà già nữa, nó phải già rồi. Bên này chị tin lắm. Hai ông bà không ai, hai ông bà già giá nhau mà chụp hình. Việt Nam mình làm gì có, Việt Nam mình ít, Việt Nam mà thấy lắm. Lớn nữa, con lạnh bụng mà. Gì vậy? Nó nói em không có được chấm của anh rồi à. Nhiều chuyện quá, Yuki nhiều chuyện quá. Nói này là gì sao? Thấy bữa bà nội Yuki qua được là nay vui rồi. Cắm hoa đẹp lắm. Nội Yuki nhìn là thoái luôn á. Nhìn đã luôn mà. Không biết đâu luôn. Biết đâu dài bên nữa. Mà nó rộng hết. Đúng. Nó chỉ đường tuần giống như hoa mai mai thôi. Tuần thôi. Cắm hoa mai là nổi Tết vậy á. Chỉ đường tuần à. Đẹp lắm. Bữa nay mà vậy là ngày bữa sau nó sẽ bay. Gió nó hỏi là nó bay. Bao nhiêu tuyết nha. Nên ở bên này dưỡng phấn hoa cũng là do một phần phấn hoa của hoa này nè. Ừ, đa số là hoa bách tùng ở trên núi. Nhưng mà hoa này cũng ảnh hưởng nè. Mỗi lần mình đi ngắm hoa này là mắt mình cay lắm. Chú kia giờ nhịn đi, chú kia đâu có ăn được gì nữa. Bên này á, nhiều ông bà già người ta đầu tư máy chụp hình, họ nói là cực kỳ xịn luôn á. Để tới mùa hoa anh đào, hoa tulip đó. Ừ. Người ta chụp hình. Nói rồi ông già, ông bán dưới kia. Ừ. Máy cơ mà, tại máy cơ mà. Chứ không phải máy tôi bắp đâu. Không phải máy 5 số triệu, 10 triệu như mình đâu, cũng có đâu. Máy nghiệp số mà, máy cơ. Người ta sử dụng máy ghê lắm. Mấy người mày chơi hoa đâu á.
mà mấy người già già không hả? Ừ. Nãy giờ mình ra đây mình gặp già chát không? Ủa mấy người già không? Mấy già chát kìa. Mấy người già không? Thì nếu mà ít khi nào mà thấy mấy người già dắt nhau đi chơi vậy. Bên này già. Đó bây giờ lại không, người dân nó sống lâu vậy, già vậy. Già là vẫn còn mặc áo không quần riêng nha mọi người, chứ không phải tóc nhộm này kia luôn á. Mặc đồ nhìn như bà già không có. Già nhưng mà mặc đồ của rất là xịn tinh. Mặc đồ trẻ lắm. Ừ. Mà người vậy người ta tâm hồn người ta trẻ thì người ta mới sống lâu được. Bởi vậy lý do tại sao mà người Nhật người ta sống lâu là vậy đó. Cái người Việt Nam mình tới tuổi cái là không dám ra đường, sợ té, sợ dây đó. Con cháu nó cũng cho đi nữa. Con cháu nó đi sợ không ai coi, lỡ như té đâu đó đâu biết được. Nhưng mà bên này không có vậy, bên này con hầu như là mấy người lớn tuổi người ta không ở chung với con cháu. Thành ra tao muốn đi đâu tao đi à. Tao muốn chơi gì tao chơi à. Không có bị ràng buộc. Đợi ra vô kia ăn xong. Tao mặc đồ trẻ chung tao đi chơi, không ai thì gì nghĩ nói gì hết. Mình đi chụp hình tiếp. Ăn xong mình chụp hình tiếp. Ở dưới còn hai hàng cây mình chưa chụp hình nữa. Để lát lấy hai hàng cây á, cả nhà mình ra chụp hình. Anh ơi em chưa no á. Ăn mày đi. Thôi. Thật. Cái đó không ngon. Ở lát ngon mà. Cái ra mời anh mua gì cho ăn nữa. Ăn gà tô. Cá để ngoài lâu là nó không còn tươi nữa. Ăn không ngon. Uống hả? Con uống hả? Mới mở ra ăn liền ngon. Uống hoài vậy. Chấm thiệt nhiều wasabi vô ăn mới ngon. Dai. Yuki nãy mặc đầm đồ đẹp đẻ lắm. Giờ cũng đồ đẹp nhưng mà đều không đẹp, đẹp bằng. Hai hàng cây đẹp ha. Cái người yêu đồ hen đi nắm tay đồ hen. Cậu mới lấy xe đạp chở ngồi sau lưng đồ tình tan rồi ha. Mấy năm là ngày năm nào cũng vậy á. Mình rủ mấy người, mấy anh bạn hay là bạn bè. Mấy đứa em, mấy người anh tập trung lại. Mỗi người đều hùng tôn ít tiền đấy, đấy. Mua thịt về nướng. Mua vịt nè, heo, bò, xúc xích này kia ra nướng. Năm nào mình cũng nướng hết. Năm nào cũng làm hết đó. Chỉ có năm nay là corona nè, không năm nay là không làm thôi. Chứ năm rồi cũng có làm. Năm rồi ngồi đây luôn nè. 6 giờ tối, trời tối thui luôn. Mà mấy đứa ngồi nướng thịt ăn vui lắm. Giờ mấy đứa nó về hết rồi. Với lại năm nay muốn tổ chức cũng không được nữa. Dịch corona. Mình đâu có đi đâu gặp đông người đâu. Ăn cái cuối cùng à. Thấy hôm qua Tokyo hay là cả nước Nhật chỉ tăng 300 người một ngày đó. Ghê quá à. Sợ ha. Ừ. Mấy ngàn rồi mà. Còn là mấy ngàn cơm nè anh. Mấy ngàn rồi mà. Mỹ lên mấy chục ngàn. Bỏ lần này đó lên xe không. Không thế giới cả triệu mấy rồi. Bây giờ Mỹ đứng nhất. Trung Quốc biết sao mà nó dừng lại. Còn Nhật mình không biết làm sao rồi đó. Nhật mình thấy cũng ghê quá. Dùng mình chỗ này thì chưa có ai bị. Chưa có nghe ai bị. Chưa phát hiện thôi. Cha cộng tôm mà cha ăn đi. Giọng nghe giống kiều quá. Ăn đi rồi. Mình ăn xong rồi mình dọn. Rồi mình đi xuống dưới kia mình chụp hình hai hàng cây. À sao? Mang dài vô. Đừng với cho con lạnh. Mang dài vô. Mang dài vô. Giờ dọn mình đi chụp hình tiếp. Dọn đi cả nhà. Đi. Thôi. Giờ đi, chuẩn bị đi chụp hình tiếp. Bye bye cả nhà nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm thời tạm biệt thôi. Giờ mình đi xuống tiếp hai hàng cây dưới đây mình chụp hình nha mọi người. Đó người ta đem lều, đem cơm đồ, đem bánh đồ người ta ăn. Nhà ta đông không? Đó. Ở bên kia là người ta dựng xe. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy đẹp không? Mọi người nhìn vậy mọi người có ước một lần được đi qua Nhật để chụp hình không? Không, nói chung là đẹp lắm thiệt. Mình ở đây 8 năm trời mà chưa bao giờ mình hết thích. Đó, dưới kia nữa kìa. Dưới kia nè, cũng dọn cho người ta ăn không? Ngồi nắng ấm vậy đó. Người ta dọn dưới kia người ta không ăn kìa. Ngồi dưới gốc cây nhà mình đó. Nè hai hàng cây nè. Anh ơi, lạnh. Dừng xe đây đi. Hai hàng lại hàng kia dừng. Đó. Mọi người thấy không? Hai hàng cây đẹp lắm. Hai hàng cây này hoa nở đẹp kinh.
Hai cái này mà chụp hình cưới là thôi, còn gì bằng. Ôi sao né giờ anh. Đây có cái ngã ba. Cái đường của nó hơi hẹp. À, bây giờ mình kiếm chỗ mình đậu xe lại. Rồi mình ẩm mấy ca với Yuki xuống mình chụp hình. Mình kiếm một chỗ dựng cho đẹp coi. Ôi cả mấy đứa công ty mình kìa. Dựng xe đằng kia đi anh. Ờ, không có chỗ dựng thiệt của ngoài anh này. Hay là mình dựng đà không được, ta chạy xe ta chạy xe mà. Để tự dựng luôn. Hay là quay lại đi. Tại kia đi quay lại. Vòng vô đó, quay lại dựng chỗ nãy mà em kêu anh đậu có mấy người mà ăn á. À, mọi người thấy không? Nguyên hàng cây nó kéo dài vậy luôn nè. À. Cái này có người yêu dắt đi tình tứ lắm. Giờ mình kiếm chỗ đậu xe nha. Rồi mình xuống mình thấy chưa? Suối nè, ở đây cũng có suối nữa. Đó. Đẹp ghê không? Kìa người ta ngồi ăn kìa. Đó, Yuki với lại cha Yuki với Mika kìa. Mika nằm trên xe á. Rất là đẹp. Hai cha con đi kìa. Yuki không chịu đi bộ, Yuki bắt cha Yuki ẩm. Nè, Yuki, nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè. Gió lạnh lắm luôn á. Yuki không thèm nhìn gì trơn á. Đó, người ta treo mấy cái lồng đèn đây nè cả nhà. Người ta treo lồng đèn. Tối đó, đi dắt 6 giờ mấy 7 giờ là mấy cái lồng đèn này nó có đủ màu luôn, nhìn đẹp lắm. Bữa nay mình đang đi bằng ngày. Để mình quay cái bông sát cho cả nhà coi cái bông hoa anh đào nha. Anh ơi Vịnh con ơi, gió thổi là con. Gió mạnh quá, cởi mở Yuki nè. Mở Yuki kìa. Mở Yuki kìa. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Đã kết thúc một buổi ngắm hoa anh đào. Giờ mình phải đi siêu thị đây. Bye bye. Bye bye. Mọi người nhớ xem video, like và chia sẻ nha. Bye bye. Đây nè, cho mọi người thấy nào. Nguyên hàng cây. Bye bye.